Bé số 7 cha chắc lãng lắm á, em nói thiệt á. Không thấy chút gì niềm tin á. Đằng sau một cái vóc dáng nhỏ nhắn như thế này, một cái kịch bản lừa lọc như này là một giọng hát trời cho. Cái nét này chắc cũng hay ha. Hay đó, đừng đùa. Hôm ấy là thứ ba, là ngày ta trở nên xa. Điều gì đã khiến anh không còn gì đã khiến anh không còn thấy anh cho anh thơ rồi mà điều gì đã khiến anh không còn thấy em có phải thật sự mình không xứng đôi vài người vội vã cho em là người may mắn ai thế mà giờ anh đổi thay. So cool.